Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Machine Learning giải mã bằng ngôn ngữ bình dân phần 2, học giám sát. Bài viết này được viết bởi tác giả Đức Mạnh, được đăng trên website spyroom.com. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trong phần 2, tác giả sẽ giới thiệu các phương pháp Machine Learning cổ điển mà ai học ML cũng cần biết. Gọi là cổ điển, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng vẫn được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến y tế, xã hội. Những phương pháp ML đầu tiên hoàn toàn bắt nguồn từ thống kê học vào những năm 50 của thế kỷ trước. Chúng giúp giải quyết các bài toán thuần túy như là tìm kiếm quy luật trong các con số, đánh giá quan hệ của các điểm dữ liệu và tính toán hướng của các vector. Giải thích, trong chương trình toán phổ thông, chúng ta đã học về vẽ tọa độ của vector trong không gian 3 chiều XYZ. Trong khoa học dữ liệu, một vector hiểu theo nghĩa rộng là một điểm dữ liệu trong không gian n chiều với n đặc trưng. Ví dụ, với bài toán dự toán giá ô tô dựa trên 4 đặc trưng là hãng xe, số km đã đi được, số năm tuổi, số vết xước, ta có thể đóng gói thông tin của mỗi điểm dữ liệu đầu vào dưới dạng một vector 4 chiều. Hãng xe, số km đã đi được, số năm tuổi, số vết xước. Làm việc với vector thuận tiện cho việc tính toán hơn rất nhiều. Ngày nay, 50% Internet được xây dựng dựa trên những thuật toán này. Khi bạn đọc xong một bài báo và phía dưới hiện ra một danh sách các bài báo khác để đọc thêm, hay khi ngân hàng khóa thẻ của bạn tại một cây ATM giữa đồng không mông quạnh, khả năng cao đó là do những anh chàng thuật toán này điều khiển đấy. Những công ty công nghệ chính là fan cứng của các mạng neuron vì chúng thường đem lại độ chính xác cao so với các thuật toán ML cổ điển. Rõ ràng với họ, tăng thêm 2% độ chính xác là tăng thêm 2 tỷ đô doanh thu. Nhưng khi bạn là công ty nhỏ, điều đó không có ý nghĩa cho lắm. Tôi biết có những đội ngũ dành hẳn 1 năm cho một thuật toán gợi ý người dùng các trang thương mại điện tử của họ, trước khi họ nhận ra rằng 99% lượng truy cập lại đến từ các công cụ tìm kiếm. Thuật toán của họ gần như vô dụng, phần lớn người dùng thậm chí không vào trang chủ của họ. Nói thêm về thuật toán gợi ý người dùng. Khi bạn xem một món hàng trên Tiki, trang web sẽ đề xuất các món hàng khác thường được mua cùng, hoặc là khi bạn xem hết một clip trên YouTube, sẽ luôn có một clip liên quan khác xuất hiện ở phía bên dưới để kích thích bạn xem nhiều hơn. Đằng sau các trang web này chính là các thuật toán gợi ý người dùng, Recommendation Algorithm. Các thuật toán học máy cổ điển thường được chia làm hai loại, học giám sát, Supervised Learning, và học không giám sát, Unsupervised Learning. Học giám sát. Với trường hợp thứ nhất, máy móc sẽ được huấn luyện bởi một người giám sát, aka một giáo viên, người đã phân loại, dán nhãn sẵn một tập dữ liệu, ví dụ như một kho ảnh với nhãn là chó, với hình ảnh là chó, và mèo với hình ảnh là mèo. Máy móc chỉ việc học từ những ví dụ đó, từng cái một, chó rồi đến mèo. Học không giám sát nghĩa là máy móc nhận được một kho ảnh động vật chưa được dán nhãn và chúng tự phải phân loại con nào với con nào. Sẽ không có người huấn luyện nào ở đây cả, máy móc sẽ phải tự tìm ra các quy luật để phân loại ảnh. Chúng ta sẽ nói về các phương pháp này sau. Rõ ràng, máy móc sẽ học nhanh hơn nếu có người huấn luyện, nên học giám sát thường được sử dụng cho các nhiệm vụ thực tế nhiều hơn. Có hai loại nhiệm vụ chính: phân loại, dự đoán xem một thứ gì đó sẽ được xếp vào nhóm nào, và hồi quy, dự đoán một điểm cụ thể trên trục số. Classification là phân nhóm đồ vật dựa vào một hay nhiều đặc điểm đã biết trước. Ví dụ, phân loại những chiếc tất dựa vào màu sắc, các tài liệu dựa vào ngôn ngữ hay âm nhạc dựa vào thể loại. Ngày nay, các thuật toán phân loại thường được sử dụng cho lọc spam, phát hiện ngôn ngữ, tìm kiếm các tài liệu tương đồng với nhau, phân tích cảm xúc, sentiment analysis, nhận dạng chữ số và viết tay. Machine learning chủ yếu là các bài toán phân loại. Máy móc ở đây giống như một em bé đang học phân loại đồ chơi vậy. Đây là một con robot, kia là một chiếc ô tô, kia là một con robot ô tô. Trong việc phân loại, máy móc luôn luôn cần một người huấn luyện. Dữ liệu đầu vào cần phải được dàn nhãn, kèm theo những đặc trưng, features, để máy móc có thể học từ chúng. Mọi thứ đều có thể được phân loại, từ người dùng dựa trên sở thích của họ, giống như những gì thuật toán new feed của Facebook đang làm. Hay các bài báo dựa trên ngôn ngữ và chủ đề. Cái này rất quan trọng với các công cụ tìm kiếm như Google. Đến âm nhạc dựa trên thể loại, playlist trên Spotify chẳng hạn, và kể cả email của bạn. Giải thích về classification.
Con người chúng ta vốn thông minh, chúng ta có thể nhận diện được mọi thứ xung quanh, miễn là ta đã từng biết đến chúng. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một con chó, bạn có thể dễ dàng nhận ra đó là một con chó chứ không phải là một con mèo. Vì sao? Vì bộ lông, vì cái mũi, vì hành động, tiếng sủa, tiếng kêu của nó rất khác với con mèo. Nhưng khi mới sinh ra thì sao? Bạn chỉ biết nó là một thứ gì đó đang ngoe ngoẩy cái đuôi và bố mẹ bảo bạn đó là một con chó hay là một con mèo. Và từ bé đến lớn, bạn đã nhìn thấy hàng trăm hoặc là hàng ngàn con chó con mèo khác như thế rồi. Nói theo cách của ML, bạn đã vô thức được huấn luyện để phân biệt được chó và mèo dựa trên những ví dụ trước đây. Và những ví dụ đó đều được gắn nhãn cho bạn bởi bố mẹ, bạn bè hay những người xung quanh bạn. Máy móc cũng vậy, để học được khả năng phân loại, chúng phải được huấn luyện bởi những dữ liệu gắn nhãn sẵn. Chẳng qua thay vì mất hàng năm hàng tháng như chúng ta, chúng chỉ mất một vài giây để học thôi. Câu hỏi đó là, chúng học điều đấy như thế nào? Bước 1. Xác định qua những đặc trưng. Như mình đã đề cập ở phần 1, những đặc trưng là những yếu tố mà máy tính phải xem xét khi học. Nó phụ thuộc vào bài toán, nhiệm vụ, ngữ cảnh. Và đối với các thuật toán học máy cổ điển, chính con người chúng ta là người dạy máy tính phải học những điểm đặc trưng nào. Ví dụ với việc phân loại chó mèo, các đặc trưng sẽ là bộ lông, cái mũi, tiếng sủa, tiếng kêu như mình đã nói ở bên trên. Giờ chúng ta xem xét ví dụ tác giả đưa ra trong bài viết gốc phân loại rượu với bia. Với con người thì việc này rất dễ dàng, chỉ việc nhìn nhau, ngửi mùi, uống thử là xong. Nhưng máy móc không ngửi được, không uống được, nhìn thì giờ đã làm được rồi. Vậy nên chúng sẽ dựa vào những đặc trưng khác, nồng độ cồn và khả năng nhảy múa giỏi hơn những người khác sau khi uống vào của thân chủ chẳng hạn. Bước 2. Lựa chọn thuật toán. Mỗi thuật toán sẽ đem lại một kết quả khác nhau. Kết quả ở ví dụ này chính là một đường thẳng phân chia rạch ròi hai nhóm rượu và bia trên đồ thị 2D biểu diễn hai đặc trưng như hình ở trên. Nghĩa là sau khi đã học xong, máy tính sẽ trả kết quả về là cả một phương trình đường thẳng giữa trục x và y. Giả sử x cộng y trừ 5 bằng 0, như vậy quy luật sẽ là tất cả những điểm nằm phía bên trên đường phân loại có x cộng y trừ 5 lớn hơn 0 sẽ được xếp vào nhóm class rượu. Những điểm nằm phía dưới đường phân loại có x cộng y trừ 5 nhỏ hơn 0 sẽ được xếp vào nhóm bia. Nếu nằm trực tiếp trên đường phân loại thì không được xếp nhóm. Bước 3. Đưa ra kết luận với một số điểm dữ liệu mới. Giả sử có một loại đồ uống mới nhưng không nằm trong tập dữ liệu dùng để huấn luyện, có nồng độ cồn bằng 10 và khả năng nhảy múa bằng 3. Máy tính sẽ tính toán 10 cộng 3 trừ 5 bằng 8 lớn hơn 0 xếp đồ uống này vào nhóm rượu. Đó là với bài toán chỉ có hai đặc trưng. Nếu số đặc trưng là từ 3 trở lên, chúng ta sẽ minh họa các điểm dữ liệu trong chiều không gian 3 chiều trở lên. Khi đó, các đường phân loại sẽ trở thành các mặt phẳng, siêu mặt phẳng phân chia. Thứ tưởng tượng với chiều không gian 3 chiều, bạn sẽ hình dung ra ngay. Để ý rằng, với một tập dữ liệu đầu vào cố định, ta có thể vẽ được một số những đường phân chia như trên. Vậy điều chúng ta quan tâm là đường nào tốt nhất theo một tiêu chuẩn nào đó? Support Vector Machine. Máy hỗ trợ vector, Support Vector Machine, SVM, là phương pháp phổ biến nhất trong những thuật toán phân loại cổ điển. Nó đã từng được sử dụng để phân loại mọi thứ trên đời, con người dựa trên mặt mũi, tài liệu dựa trên các nhóm khác nhau. Để giải thích cho ý tưởng đằng sau SVM, mình xin mượn cách giải thích từ bài viết dưới đây. Nếu ta định nghĩa được mức độ hạnh phúc của một class, tỷ lệ thuận với khoảng cách gần nhất từ một điểm của class đó tới đường, mặt phẳng phân chia. Chúng ta sẽ cần một đường phân chia sao cho khoảng cách từ điểm gần nhất của mỗi class tới đường phân chia là như nhau. Như thế thì mới công bằng, khoảng cách như nhau được gọi là lề. Trong hình minh họa trên, mark green là khoảng cách từ một trong hai đường xám đến đường xanh hoặc đỏ. Ở hai hình bên phải, mark green của hai class đã bằng nhau. Như vậy đã có đủ công bằng rồi, chúng ta vẫn cần văn minh nữa. Công bằng mà cả hai đều kém hạnh phúc như nhau thì vẫn chưa phải là văn minh cho lắm. Nhìn sang hình bên trái, sẽ dễ nhận thấy margin của cả hai class trông đã rộng hơn rất là nhiều. Việc margin rộng hơn sẽ mang lại hiệu ứng phân lớp tốt hơn vì sự phân chia giữa hai classes là rất rạch ròi. Bài toán tối ưu trong Support Vector Machine, SMV, chính là bài toán đi tìm đường phân chia sao cho margin là lớn nhất. Đây cũng là lý do vì sao SVM còn được gọi là Maximum Margin Classifier. Trong thực tế, SVM được sử dụng nhiều cho các bài toán nhận dạng chữ viết tay, phân loại ảnh, phân loại spam, phân tích dữ liệu y sinh,
nói chung là cái quái gì nó cũng phân loại được. Đọc xong về SVM, có lẽ bạn đã gật gù vì đã hiểu sơ sơ, nhưng cũng có thể bạn chưa thấy đã lắm vì vẫn chưa hiểu được đến tận gốc phân toán đằng sau cách hoạt động của nó. Vì phần đó cần nhiều kiến thức toán cao cấp mới có thể hiểu được, nên để phù hợp tiêu chí của loạt bài viết này là dễ hiểu, ít toán, không cốt thì mình xin phép bỏ qua. Tuy nhiên, ngay sau đây sẽ là một thuật toán đã từng làm mưa làm gió trong việc lọc spam, phân tích văn bản mà mình hứa sẽ đi đến cùng để bạn hiểu tận gốc, tận rễ thuật toán này. Đó là Navy Bayes, hay còn được gọi là Bayes ngây thơ. Navy Bayes. Trong việc phân loại spam, thuật toán Navy Bayes đã từng rất phổ biến. Máy tính sẽ đếm số lần xuất hiện của từ Viagra trong email spam và email thường. Sau đó, nhân với một xác suất, sử dụng định lý Bayes, rồi cộng tổng lại, có machine learning. Giải thích về Navy Bayes. Để hiểu được cách hoạt động của Navy Bayes, bạn sẽ cần biết một vài kiến thức căn bản về xác suất. Chúng ta xét về ví dụ, dữ liệu của bạn bao gồm 500 email, trong đó có 1.000 email spam. 400 email không spam, trong 100 email spam có 40 email chứa từ Viagra. 1. Trước tiên là xác suất có điều kiện, ký hiệu là P của A trên B. Được hiểu là, giả sử sự kiện B xảy ra thì xác suất để sự kiện A xảy ra là gì? Vậy giả sử một email là spam thì xác suất để nó chứa từ Viagra là 80 trên 100 bằng 0,8, hay là P của Viagra trên spam là bằng 0,8. Cần phân biệt xác suất có điều kiện với xác suất thông thường. Ví dụ, xác suất để một email xuất hiện từ Viagra là gì, chưa biết email đó có phải là spam hay không. Xác suất này bằng tổng số email đã có chứa Viagra chia cho tổng số tất cả các email, 80 cộng 40, tất cả chia cho 500, bằng 6 trên 25. Hay là P của Viagra là bằng 6 trên 25. 2. Một khái niệm nữa đó chính là xác suất hợp, ký hiệu P của A và B, là xác suất để sự kiện A và B đồng thời xảy ra. Chú ý, nó khác với xác suất có điều kiện nha. 3. Định lý Bayes. Đây là một định lý rất nổi tiếng trong xác suất thống kê. Định lý này được phát biểu dưới dạng toán học như sau. P của A trên B bằng P của B trên A nhân với P của A, tất cả chia cho P của B. Trong đó, P của A trên B là xác suất để sự kiện A xảy ra với điều kiện là sự kiện B xảy ra. P của B trên A là xác suất để sự kiện B xảy ra với điều kiện là A cũng xảy ra. PA và PB lần lượt là xác suất để sự kiện A và B xảy ra nói chung. Áp dụng định lý Bayes để trả lời cho câu hỏi, giả sử một email có chứa từ Viagra, vậy xác suất để nó là một email spam là bao nhiêu? P của spam trên Viagra bằng P của Viagra trên spam nhân với cả P của spam trên P của Viagra bằng 0,8 x 0,2, tất cả chia cho 6/25, kết quả ra được một số là xấp xỉ 0,67. 4. Cuối cùng, ta cần một giả thiết nữa. Xác suất để xuất hiện từ A và B trong cùng một email là độc lập có điều kiện với nhau. Hiểu điều này như thế nào? Giả sử một email là spam, thì xác suất để xuất hiện từ A và xác suất để xuất hiện từ B không liên quan đến nhau hay là độc lập với nhau. Giả thiết này được biểu hiện dưới dạng toán học như sau. P của AB trên spam bằng với cả P của A trên spam nhân với cả P của B trên spam. Rõ ràng thực tế sẽ không như vậy. Nếu một email spam có từ Viagra, khả năng cao là nó cũng chứa sex, thời gian, quan hệ. Nghĩa là xác suất xuất hiện của chúng cũng không hề độc lập với nhau. Nhưng Navy Bayes lại giả sử là như vậy, rõ là ngây thơ nhỉ. Thế nên, thuật toán này mới được gọi là Navy Bayes, Navy là ngây thơ đó. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, sự ngây thơ này lại khiến cho thuật toán hoạt động rất hiệu quả, mà hiệu quả thì người ta dùng thôi. Có đủ kiến thức cần thiết rồi, giờ ta sẽ đi vào câu hỏi chính. Navy Bayes hoạt động như thế nào? Giả sử, ta có một tập dữ liệu đầu vào là 4 email siêu ngắn được gàn nhãn như sau. Tất nhiên, trong thực tế email sẽ không ngắn và đơn giản như vậy. Nhiệm vụ của máy tính là xác định được email E dưới đây có phải là spam hay không. Giảm giá khóa học. Bằng trực giác thì chúng ta sẽ nhận ra đó là một email spam
Nhưng với máy móc thì sao? Chúng sẽ học điều đó như thế nào? Bước 1. Thống kê tần suất xuất hiện của một từ khóa. Từ bảng này, ta có thể suy ra được xác suất xuất hiện mỗi từ có và không có điều kiện. Ví dụ, xác suất xuất hiện từ marketing trong một email nói chung là 1 trên 11 hay là P của marketing là bằng 1 trên 11. Xác suất xuất hiện của từ marketing trong một email, giả sử email đó là spam, là 1 trên 6 hay là P của marketing trên spam là 1 trên 6. Bước 2. Tính P của spam trên E và P của not spam trên E và so sánh. Class nào lớn hơn thì xác định email E là thuộc class đó. Hiểu nôm na là với điều kiện email đó là email E, nếu xác suất để email đó là spam lớn hơn xác suất để email đó không phải là spam thì xếp email đó vào lớp spam và ngược lại. Để tính hai xác suất trên, chúng ta áp dụng định lý Bayes. Dấu bằng thứ nhất là vì định lý Bayes. Dấu bằng thứ ba là vì ta có giả sử ở 4. Do PE là một số dương nên dễ thấy P của spam trên E lớn hơn P của not spam trên E nên thuật toán sẽ xếp email E vào lớp spam. Vậy là chỉ với vài phép tính đơn giản và một chút kiến thức về xác suất, chúng ta đã có một thuật toán machine learning để phân loại email rồi. Tất nhiên trong thực tế, email sẽ có nhiều từ hơn rất là nhiều và thuật toán cũng cần được điều chỉnh. Nhưng cơ bản là như vậy. Sau khi Navy BS được ứng dụng vào các bộ lọc spam, những kẻ spam đã học được đối phó bằng cách thêm vào rất nhiều từ tốt ở cuối email. Ý là những từ thường thấy trong các email không spam, điều đó sẽ làm tăng P của E trên non-spam lên, khiến thuật toán phân loại bị sai. Phương pháp đó được gọi là đầu độc BS. Thuật toán Navy BS đi vào lịch sử như là một phương pháp rất dễ hiểu và là thuật toán đầu tiên có thể đưa vào sử dụng. Nhưng ngày nay thì các thuật toán khác đã được sử dụng cho việc lọc spam, điển hình như là SVM. Một ví dụ khác của việc phân loại nhé. Giả sử bạn cần vay một ít tiền, làm sao để ngân hàng biết được bạn sẽ trả lại nó đây? Không có cách nào để biết chắc chắn cả, nhưng ngân hàng lại có hồ sơ của những người đã từng vay tiền trước đó. Họ có dữ liệu về độ tuổi, giáo dục, nghề nghiệp và mức lương. Và quan trọng nhất là thực tế những người đó đã trả lại tiền hoặc là không. Sử dụng những dữ liệu này, họ có thể huấn luyện máy tính để tìm ra các quy luật, từ đó đưa ra câu trả lời. Không có vấn đề gì với việc tìm ra câu trả lời cả. Vấn đề nằm ở chỗ, các ngân hàng sẽ không thể tin tưởng máy móc một cách mù quáng được. Sẽ ra sao nếu như có một sai sót hệ thống, một vụ tấn công mạng hay một sửa đổi nào đó đến từ vị trí ông nhân viên IT kỳ cựu khi ông ta đang say rượu? Để giải quyết điều đó, chúng ta có cây quyết định, Decision Tree. Để biết về Decision Tree thần kỳ như thế nào, hãy xem xét ví dụ sau. Giả sử ngân hàng X có dữ liệu của 5 khách hàng đã vay vốn trong quá khứ như sau. Sau khi được huấn luyện bởi thuật toán Decision Tree, máy tính sẽ cho ra kết quả là một mô hình ra quyết định dạng cây như thế này. Như vậy, từ kết quả của Decision Tree, nhân viên phân tích dữ liệu của ngân hàng có thể dễ dàng kết luận là không cho khách hàng mới kia vay. Decision Tree khác với các thuật toán phân loại ở chỗ. Máy tính không chỉ là trả về kết quả class có hoặc không, như với Navy BS và SVM. Nó trả về một mô hình để trợ giúp con người ra quyết định. Do đó, nó giảm thiểu sai sót sinh ra do lỗi hệ thống. Vậy, với Decision Tree, máy tính đã được huấn luyện như thế nào? Mình sẽ dành hẳn phần 3 để chia sẻ về thuật toán thú vị này. Với một ứng dụng rất hữu ích của Classification là Anomaly Detection, phát hiện điểm bất thường. Để detect anomaly thì dữ liệu đầu vào phải được gắn nhãn bình thường hay là bất thường. Ngày nay, nó được sử dụng trong y học, trong MRI. Chụp cộng hưởng từ, một trong những phương pháp chụp chiếu để chẩn đoán tình hình bệnh. Bên cạnh siêu âm, chụp X-quang, chụp cắt lớp CD. Máy tính sẽ đánh dấu tất cả các vùng đáng nghi ngờ hoặc những sai lệch của bài kiểm tra. Thị trường chứng khoán sử dụng chúng để phát hiện các hành vi bất thường của người giao dịch để tìm ra tay trong của công ty. Khi dạy máy tính là cái gì đúng, chúng ta cũng đồng thời dạy chúng là cái gì sai. Ngày nay, các mạng neuron thường được ưa chuộng dùng hơn cho các bài toán phân loại. Ừ, thì đó là lý do mà chúng được tạo ra mà. Một quy luật bất thành văn là dữ liệu càng phức tạp, thuật toán sẽ càng phức tạp theo. Với chữ, số, bảng biểu, tôi sẽ dùng các cách tiếp cận truyền thống. Vì những mô hình đó đơn giản hơn, nên chúng ta học nhanh hơn và hoạt động rõ ràng hơn. Với ảnh, video
và những thứ phức tạp kiểu Big Data các kiểu, tôi sẽ dùng các mạng neuron. Chỉ 5 năm trước thôi, bạn có thể tìm thấy một công cụ phân loại khuôn mặt dựa vào SVM. Ngày nay, các mạng neurons đã được huấn luyện sẵn sàng xuất hiện nhàn nhàn. Với việc phân loại spam thì không có gì thay đổi, chúng ta vẫn dùng thuật toán SVM, không có một lý do nào đủ thuyết phục để chuyển sang dùng cái khác cả. Regression, hồi quy, vẽ một đường đi qua các điểm sau đây. Vâng, và ta có một machine learning. Ngày nay, hồi quy được sử dụng để dự đoán giá cổ phiếu, phân tích nhu cầu mua và doanh số bán, chuẩn đoán y học, mọi sự tương quan giữa số và thời gian. Những thuật toán phổ biến là hồi quy tuyến tính linear regression và hồi quy đa thức polynomial regression. Nói một cách nôm na, hồi quy là chúng ta dự đoán ra một con số chứ không phải là nhóm của dữ liệu nữa. Ví dụ, giá ô tô dựa trên số km đã đi được, mật độ giao thông dựa trên các mốc thời gian trong ngày, lượng cầu cổ phiếu dựa trên tình hình tăng trưởng của công ty. Hồi quy là lựa chọn tuyệt vời nhất khi dữ liệu thay đổi theo thời gian. Giải thích về linear regression. Giả sử bạn có một tập dữ liệu cân nặng và chiều cao của 6 nam giới Việt Nam như sau. Đây là dữ liệu mình tự tạo ra để minh họa mà thôi. Chúng ta sẽ thử mô tả các điểm dữ liệu trên đồ thị 2D nhé. Ta ký hiệu 6 điểm dữ liệu bằng 6 vector, cân nặng chiều cao. Từ hình vẽ, bạn có thể dễ dàng nhận ra quy luật, cân nặng càng tăng thì chiều cao càng tăng, có đúng không? Máy tính còn làm tốt hơn con người ở chỗ, chúng không chỉ nhận ra được điều đó mà còn xây dựng được một mô hình phỏng đoán chiều cao dựa trên cân nặng. Hay nói cách khác là một phương trình đường thẳng, y bằng ax cộng với b. Và máy tính làm điều đó chỉ trong tích tắc. Để ý rằng sẽ có vô số các đường thẳng như vậy. Cái mà chúng ta cần là một đường thẳng phù hợp nhất với các điểm dữ liệu đã có. Đường thẳng này mô tả đúng xu hướng của chiều cao và cân nặng, cùng tăng, cùng giảm, nhưng có vẻ chưa phù hợp lắm với các điểm dữ liệu đầu vào. Sai số, nhận thấy rằng không có đường thẳng nào đi qua được tất cả các điểm trên. Vậy nên mục tiêu của máy tính là tìm ra đường thẳng có sai số nhỏ nhất. Sai số của một điểm là khoảng cách từ điểm dữ liệu thực tế tới điểm dữ liệu được dự đoán bởi mô hình. Data value là dữ liệu thực tế. Predicted value là giá trị được dự đoán bởi mô hình đường thẳng. Y' bằng ax cộng b. Để đo lường sai số của một phương trình đường thẳng với tất cả các điểm dữ liệu, ta có một khái niệm hàm mất mát. Vì các giá trị x1, y1 đến x6, y6 đã biết trước, nên ta có thể viết lại gì ở dưới dạng hàm số của hai biến a và b. Nhiệm vụ của máy tính là tìm các hệ số a và b để hàm này đạt giá trị nhỏ nhất. Hiển nhiên, sai số càng nhỏ thì càng tốt. Tại sao lại là y1 trừ y'1 bình phương mà không phải chỉ là y1 trừ y'1? Vì chúng ta muốn đo độ lớn của các sai số nên dùng phép bình phương để các số âm và các số dương không triệt tiêu lẫn nhau. Vậy rốt cuộc với linear regression, máy tính đã học như thế nào? Bước 1. Chọn ngẫu nhiên giá trị A và B. Giả sử là A0 và B0. Tính giá trị hàm mất mát với các điểm dữ liệu đầu vào và các giá trị A0, B0 đã chọn. Bước 2. Tính đạo hàm của hàm mất mát với A0, B0, ký hiệu là G'. Nếu G' lớn hơn 0, giảm G đi một chút. Nếu G' nhỏ hơn 0, tăng G lên một chút. Mục đích là để G' tiến dần về 0. Lặp lại bước 2 cho đến khi nào G' bằng 0 thì thôi. Khi đó, giá trị A và B thỏa mãn, G' bằng 0 chính là hệ số của phương trình đường thẳng tốt nhất cần tìm. Vì khi đó, G đạt giá trị nhỏ nhất. Bạn có thể thấy, linear regression thực chất là logic lặp và logic nếu thì. Nếu xảy ra cái này thì làm việc này, nếu xảy ra cái kia thì làm việc kia. Tèn tèn, ta lại có một mô hình machine learning. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!